Chào mừng các bạn quay trở lại video học WordPress tại thapphạm.com. Ở video này, mình sẽ nói qua về bước quản lý những cái bình luận trên website cũng như là bật tắt của chức năng bình luận. Bây giờ do blog mình nó cài mới cho nên chưa bình luận. Bây giờ mình sẽ thử viết một cái bình luận ra đây. Thì coi như bài này chúng ta có một bình luận. Và mình thử đưa bài này mình bình luận với cái quyền khách, tức bây giờ mình ví dụ mình là khách đi, mình muốn bình luận thì mình sẽ gần nhập tên, email, website có thì điền vào, không có thì thôi để trống cũng được. Hoặc vì mình muốn reply tức là trả lời, tôi cảm ơn, ví dụ như vậy ha, và ấn post và đưa bình luận lên. Đó là cách bình luận của khách. Nhưng mà khi mà khách bình luận lên, nếu mà mặc định thì khách bình luận lên thì nó sẽ hiển thị cái thông báo này, tức là bình luận của họ chưa hiển thị ra mà phải chờ duyệt mới hiển thị lên, còn không thì nó chưa hiển thị ra. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách duyệt bình luận như thế nào cũng như để quản lý nó. Để quản lý, bạn vào phần dashboard, thì bây giờ bạn nhìn lên thanh admin bar, nếu mà bạn có bình luận đang được chờ duyệt thì nó hiển thị cái số bình luận ở đây. Bây giờ mình có một bình luận đang chờ duyệt thì nó hiển thị là số 1. Để quản lý, bạn có thể ấn vào hoặc vào phần comment. Trong đây, những bình luận đang được chờ duyệt nó sẽ có một cái màu khác để bạn xem. Muốn duyệt nó, bạn ấn vào nút Approve màu xanh lá cây. Lúc này nó sẽ hiển thị ra. Bây giờ bạn mình quay lại thì sẽ thấy là cái bài này đã cái bình luận này nó đã hiển thị ra. Hoặc bạn cũng có thể trả lời lại trực tiếp trong đây. Ví dụ bây giờ mình muốn trả lời lại bình luận này, bạn ấn reply, sorry reply, và gõ không có gì, ví dụ ha, ấn reply. Bây giờ mình quay lại mình coi thì bình luận ở đây là đã có rồi, bạn vừa mới trả lời lại cái bình luận này. Trường hợp bạn muốn xóa đi chẳng hạn, tôi không thích anh này tôi muốn xóa đi thì ấn nút trash. Hoặc là bình luận của họ có tính chất spam, tức là quảng cáo hay gì đó, bạn ấn vào nút spam thì nó sẽ tự chạy vào spam, và những lần sau khi mà người này đăng bình luận thì nó sẽ tự động đưa vào spam luôn. Đó là cái tính năng quản lý bình luận của WordPress. Trường hợp bạn không muốn bật chức năng bình luận trên blog, bạn có thể vào setting discussion và bạn bỏ chọn ba cái phần đi. Đó, bỏ chọn nó ha, sau đó ấn lưu lại. Bây giờ bạn vào mà bạn viết một bài mới. Và ấn publish, mình thử mình coi bình luận có được hay không. Bây giờ mình vào với quyền khách, mình ra trang chủ, mình có bài mới. Mình vào. Thì lúc này cái bình luận của nó không có. Nó không có phần bình luận. Mình thử qua bài khác của nó làm sao. Nó lại có bình luận. Tại sao? Tại vì những bài này là bạn đã đăng trước khi mà bạn tắt bình luận, cho nên là nó vẫn còn. Để mà tắt nó đi, bạn vào phần sửa bài. Chọn bài cần sửa, tức là cần tắt đi. Kéo xuống dưới. Chưa thấy gì đúng không? Bạn chọn scan option, chọn discussion, sau đó bạn bỏ chọn phần này đi, tức là không cho phép họ bình luận. Ấn update thì đúng là cái bài các bạn đã bị đóng bình luận lại. Các bình luận cũ vẫn còn hiển thị nhưng mà cái chức năng bình luận nó sẽ được đóng lại, nó không cho bạn bình luận nữa. Trường hợp bạn muốn mở bình luận ra, mở ra, nhưng mà bạn muốn khóa một số bài thì sao? Thì bạn cũng làm như bước vừa rồi, bạn vào phần post, chọn bài cần khóa bình luận, tức là bài này. Nếu mà bạn muốn khóa bình luận á thì bạn bỏ chọn đi, còn muốn bật bình luận thì bạn chọn nó. Bây giờ mình để vậy thì là nó khóa bình luận nè, mình ấn vào thì nó lại mở ra. Đó, bạn nhớ cái điều này ha. Nếu mà bạn không thấy phần discussion này, bạn ấn vào nút scan option trên đây và chọn trên đây, nó sẽ hiển thị ra cho bạn thấy, còn không thì cho nó ẩn đi. Đó. Đó.
Thì đó là tính năng bình luận và quản lý bình luận cho WordPress thì cũng rất là đơn giản thôi. Hy vọng bạn có thể nắm bắt được và Khi mà sử dụng WordPress, có một cái việc rất là đau đầu làm cho chúng ta phải băn khoăn, đó là phải thường xuyên đối mặt với nạn spam. Thậm chí là bây giờ cái một cái website các bạn vừa cài xong chưa có viết bài gì hết, để có một cái bài Hello World à, vậy mà dân spam ở đâu nó vô, nó tự động tự comment, nó tự tùm lum tà lả hết, rất là đau lòng đúng không mà. Cho nên cái việc chống spam trong WordPress rất là đau đầu, tại vì nó là một cái mã nguồn rất là thông dụng trên thế giới, cho nên là nhiều phần mềm spam nó hỗ trợ WordPress rất là mạnh. Thậm chí là nó tự động scan mỗi giây mỗi phút có một số website nào mới nó vừa tung ra là coi như là bạn bị dính spam. Không tính thì bạn cứ để một website bạn không 2 3 ngày không vào, bảo đảm có email báo comment liền. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cấu hình cái plugin Askimex để mà các bạn chống spam. Đây là một cái plugin tuy là miễn phí, hay nói đúng hơn là một dịch vụ. Một dịch vụ tuy là miễn phí nhưng mà nó chống spam rất là mạnh. Những cái comment mà nó được có tính chất spam nó đều nó không nó sẽ không hiển thị, nó sẽ cho vào một spam hết, nó không có thông báo luôn, để là bạn khỏi bị quấy rầy, mà nó không thông báo cho bạn biết luôn, nó đưa vào một spam hết và nó sẽ tự động xóa. Và để cài plugin đó thì mình vào phần dashboard. Cái plugin này nó đều tự có sẵn cho bạn khi mà cài WordPress, cho nên là bạn vào phần plugins installed, bạn sẽ thấy một plugin tên là Akismet đúng không ạ? Bây giờ bạn kích hoạt nó lên, sau đó bạn ấn vào nút kích hoạt tài khoản Akismet. Bây giờ bạn có key chưa? Nếu có rồi thì chọn đây và bạn nhập key vào, nhập cái key vào. Còn chưa, bấm vào nút này để mà tạo mới một cái key. Để lấy cái key Akismet cũng rất là đơn giản thôi, bạn ấn vào nút màu xanh này. Sau đó bạn đăng nhập vào tài khoản wordpress.com. Nếu mà bạn chưa có thì bạn đăng ký ở đây, còn nếu bạn có rồi thì chọn ở đây để mà đăng nhập vào. Ở đây mình chọn là email. Sau đó ở cái phần plan này, bạn đừng có nhìn giá rất là khủng. Bạn đừng có nhìn ha. Bây giờ ở phần plan này, bạn vào cái phần từ 0 đến 120 đô la mỗi năm, bạn chọn nó. Và ở cái phần giá này nè, bạn kéo xuống hết đát luôn, thành 0 đồng, cái mặt nó buồn lại. Nếu mà bạn có tiền thì bạn nên sử dụng cái gói 5 đô la mỗi tháng hoặc là 120 đô la mỗi năm. Mình sẽ ủng hộ họ, coi như là ủng hộ thôi. Còn nếu mà bạn chưa có tiền thì chọn 0 đồng như thế này, mặc dù nhìn mặt nó hơi buồn tí. Rồi. Bây giờ sau khi mà chọn xong thì các bạn ấn nút Continue. Và lúc này bạn đã đăng ký thành công, đây là cái key của bạn. Cái key của bạn ở đây. Và ấn Copy. Mở lại dashboard. Dashboard mình đâu? Mở lại dashboard. Mở dashboard ha. Và vào plugin Akimex. Sau đó ấn vào nút này và nhập key vào. Đây là cái key của bạn. Bây giờ mình đánh dấu vào này để mình nó tự động xóa những cái comment. Đánh dấu vào ở sao là thì xong. Bây giờ làm cứ mỗi cái comment nào nó có tính chất spam hay là spam bot và gửi comment thì nó sẽ tự động đưa vào spam hết. Đây là một plugin tuy đơn giản như vậy đó nhưng mà lại rất là mạnh mẽ. Và mình nghĩ là khi bạn cài WordPress, khi mà vừa cài xong WordPress bạn nên cài ngay cái plugin này để mà phòng chống spam ha. Bạn có thể vào một start để mà nó coi, nó thống kê, nó chặn được bao nhiêu con spam rồi. Nó sẽ thống kê rõ ràng bao nhiêu spam đó, rất là rõ ràng. Mà mình tính toán là cứ mỗi ngày cái blog của mình đó nha, blog sapphire.com á, là nhận được khoảng trên dưới 250 comment spam. Có khi nào giờ cao điểm thì có thể lên 500, 600, 700. Cho nên là một cái plugin này nó sẽ tiết kiệm được cho mình rất là nhiều thời gian để khi mà mình kiểm tra những comment spam. Và mình cam kết là khi bạn cài plugin này vào, bạn sẽ không còn thấy bóng dáng mấy cái comment spam trên blog của bạn nữa đâu. Mình nói thật, rất là mạnh đến cái mức đó. Rồi.